Hồ Quang Hiếu đi thi mong thắng tiền để làm MV, mới trả lời 3 câu, cả trường quay muốn đuổi về. Sự ngơ ngác của nam ca sĩ mang đến tiếng cười cho cả trường quay. Nếu Quang Đại, Jun Phạm được mệnh danh là thần đồng V-Big, khiến khán giả tấm tắc khen ngợi sự thông minh hiểu biết sau khi tham gia game show 100 triệu một phút, thì Hồ Quang Hiếu lại mang đến cảm giác đối lập hẳn, nhưng bù lại, có tính chất giải trí rất cao. Nói giọng ca con bướm xuân thiếu kiến thức cũng không hẳn, bởi anh toàn đưa ra những câu trả lời đúng một nửa. Chuyện là vậy, câu trả lời chính xác lẽ ra phải là nhạc sĩ Quốc Bảo, diễn viên Phương Trinh Jolie, thì tình cũ Bảo Anh lại nhầm thành Đỗ Bảo. Phương Jolie, sự ba ngơ của nam ca sĩ thật sự mang đến tiếng cười cho người xem. Hồ Quang Hiếu thật thà chia sẻ, muốn dùng tiền thưởng để làm MV. Nam ca sĩ luôn đưa ra câu trả lời như đúng rồi, khẳng định có quen biết Phương Trinh Jolie, nhưng hóa ra bấy lâu nay, anh còn không nhớ nổi tên đầy đủ của cô. Trả lời đúng được một câu, Hồ Quang Hiếu đưa ra câu giải thích, nhưng bị Ngô Kiến Huy nhận xét là lạc đề. Chọn bộ ảnh cưới đậm chất cổ điển lãng mạn của bạn diễn Trường Giang. Bộ ảnh cưới ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất của cả hai trước khi chính thức là vợ chồng của nhau. Tối ngày 4 tháng 6, đám cưới của nam diễn viên Phan Tân đã được diễn ra tại một khách sạn sang trọng thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đông đảo nghệ sĩ ở làng hài kịch đều đến tham dự ngày vui này như Thu Trang Tiến Luật, Diệu Nhi Anh Tú, Kiều Minh Tuấn, Quách Ngọc Ngoan Nam Thư. Đặc biệt hơn là nghệ sĩ Hoài Linh cũng đến chúc mừng đàn em. Sự xuất hiện của anh khiến nhiều người ngỡ ngàng, vì từ trước đến nay, rất hiếm khi thấy anh bốn đi tiệc tùng sự kiện. Sau lễ cưới hoành tráng, Phan Tân quyết định gửi đến khán giả những khoảnh khắc đẹp nhất trong bộ ảnh cưới mà anh cùng bà xã thực hiện. Để có một đám cưới đáng nhớ, Phan Tân và bạn gái đã mất nhiều tháng để hoàn tất mọi việc, từ việc nghi lễ đến ảnh cưới. Riêng việc chụp ảnh cưới, Phan Tân cảm thấy khó khăn trong việc chọn phong cách chụp ảnh và sau đó là tới chuẩn bị trang phục. Đến cuối cùng anh đã chọn được nơi ưng ý và Phan Tân cùng bạn gái đã có bộ ảnh cưới ngọt ngào mang tên Tình Yêu Là Những Điều Bình Dị. Tình cảm của Phan Tân cùng bạn gái không ồn ào mà bình dị ngọt ngào, sự gắn bó yêu thương thể hiện qua ánh mắt và cử chỉ chăm sóc. Bộ ảnh cưới của Phan Tân và bạn gái được thực hiện theo phong cách cổ điển, cặp đôi mặc trang phục đồng điệu cùng nắm tay dạo bước và trao nhau nụ hôn như thuở mới hẹn hò. Phan Tân cho biết tình yêu của anh và bà xã đủ lớn để cả hai cùng nhau xây dựng tổ ấm. Đôi uyên ương đã có thời gian được bạn bè khen xứng đôi vừa lứa về ngoại hình. Học trò của nghệ sĩ Thu Trang Tiến Luật cũng chia sẻ, Tân quyết định kết hôn để ổn định gia đình và sau đó là chuyên tâm lo cho sự nghiệp. Có gia đình bà xã ở bên, Tân tin mình sẽ có nhiều động lực mới để theo đuổi con đường nghệ thuật. Hết lòng cứu người trên đường, Tuấn Hưng vẫn bị gia đình nạn nhân trách mắng. Giúp đỡ người đi đường bị tai nạn giao thông, người nhà nạn nhân lại hiểu lầm, nó chính nam ca sĩ Tuấn Hưng gây ra. Sáng ngày 5 tháng 6, Tuấn Hưng trên đường đi lễ Bắc Ninh cùng mẹ và người thân trong gia đình, thì gặp một vụ tai nạn. Nạn nhân tự đâm vào thành cầu rồi ngã, nằm thở thoi thóp mà không ai sơ cứu. Chứng kiến vụ việc, nam ca sĩ đã dừng xe và sẵn tay giúp đỡ. Điều khiến Tuấn Hưng cảm thấy bức xúc là đa số mọi người thấy tai nạn chỉ đứng xem và quay clip mà không ai tìm cách đưa cậu ấy đi bệnh viện, nên anh đích thân đứng ra đường vẫy taxi đi qua. Anh kể lại chuyện cứu thanh niên bị nạn và thái độ của nhiều người đi đường. Trước hành động đẹp của giọng ca Tìm Lại Bầu Trời đã khiến nhiều người ngưỡng mộ, hành động đó của Tuấn Hưng nhanh chóng được lan tỏa. Mới đây trong một chương trình đã mời nam ca sĩ đến để chia sẻ lại câu chuyện hành động đẹp diễn ra vài ngày trước. Bên cạnh những lời khen ngợi ngưỡng mộ hành động của Tuấn Hưng, theo đó giọng ca nắm lấy tay anh cho biết đa số mọi người thấy tai nạn chỉ đứng xem và quay clip mà không ai tìm cách đưa cậu ấy đi viện, nên anh đích thân đứng ra đường vẫy các taxi đi qua. Nhưng nam ca sĩ nói rất may cũng có một taxi tốt bụng đã đưa bạn đó đến kịp thời bệnh viện. Một số người hiểu lầm anh đụng phải thanh niên kia nên đã tỏ thái độ khó chịu và nói lời không hay với anh. Trước những sự hiểu lầm đó, Tuấn Hưng đã nhẹ nhàng giải thích và kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân đã nhanh chóng biết tin con mình bị tai nạn thông qua hình ảnh chia sẻ của Tuấn Hưng trên trang cá nhân. Ngay lập tức, họ gọi điện và trách mắng Tuấn Hưng vì tưởng anh là người gây ra tai nạn. Anh kể, họ có một chút hiểu lầm,
Cuộc điện thoại ngay câu đầu tiên đã nói phủ đầu tôi. Họ hỏi chuyện xảy ra như thế nào, tại sao lại như thế. Tôi chỉ nhẹ nhàng giải thích mình là người đi đường. Tất cả mọi người đều làm chứng rằng tôi chỉ là người giúp bạn ấy thôi. Tuấn Hưng thất vọng khi người nhà nạn nhân lại hiểu nhầm đến mức có thể như vậy. Tuy nhiên, khá đông người hâm mộ đã gửi lời cổ vũ hành động của Tuấn Hưng. Đây không phải lần đầu tiên Tuấn Hưng cứu người và có những hành động đẹp được công chúng khen ngợi. Hồi đầu năm 2017, anh từng lao vào một đám cháy tại Đà Nẵng lúc 2 giờ 30 sáng để cứu ba bà cháu và một người giúp việc bị kẹt trên tầng 2 của một tòa nhà. Hoài Linh, Mr. Đàm khuyên nam em quên Trường Giang đi. Nam em không những không nghe mà còn cãi lời, hết sức tồi tệ. Nam em cho biết bản thân vô cùng tồi tệ vì cãi lời Hoài Linh Đàm Vĩnh Hưng sau scandal tình ái với Trường Giang. Trong chương trình Sau Lộ Mặt diễn ra vừa qua, nam em cho biết cô cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người, không chỉ áy náy trước Trường Giang mà người đẹp Tiền Giang còn cho rằng bản thân vô cùng tồi tệ vì cãi lời Hoài Linh Đàm Vĩnh Hưng. Cụ thể, nam em cho biết khi scandal tình ái nổ ra, cô từng trò chuyện với Hoài Linh khá lâu. Trong đó, danh hài nhiều lần khuyên nam em hãy quên danh hài xứ Quảng đi để sống cuộc đời mới vui vẻ, tích cực hơn. Thì người đẹp không những không làm theo, cô còn bày ra nhiều chiêu trò oái âm hơn như tặng hoa, chơi băng rôn trước quán của Mười Khó. Nam em bày tỏ, khi scandal xảy ra, thời điểm trước khi cô chia sẻ những hình ảnh bình tĩnh sống, cô có nói chuyện với danh hài Hoài Linh khá nhiều. Vì thương tôi nên chú mới làm điều này. Tôi cảm kích chú Hoài Linh vì một nghệ sĩ lớn gạo cội lại sống tình nghĩa như chú, phải quý và thương mình. Thì chú mới cho lời khuyên. Chú có bảo rằng nếu ra sản phẩm âm nhạc thì phải hát bài vui, đừng hát bài buồn nữa. Không thì người ta lại nghĩ tôi dựa vào scandal để đánh bóng tên tuổi, nam em kể. Đồng thời người đẹp cũng thừa nhận. Tôi đã giải thích với chú Linh rằng chưa bao giờ con nghĩ tới chuyện đó. Tôi chỉ làm cái điều gì mà cảm xúc muốn làm, nhưng tôi có lỗi với chú Linh lắm. Cái tôi của nam em khá lớn, chú đã khuyên rồi mà tôi nhất mực không nghe. Tôi cứ tự ý làm nhiều chuyện, tôi biết là chú Linh rất buồn. Những ngày sau này, tôi có nhắn tin xin lỗi chú Linh, nhưng chắc chú còn giận. Chính tôi cũng cảm thấy giận bản thân mình. Nếu mà nói về chuyện có lỗi, chắc hết kiếp này tôi cũng không trả hết cho mọi người. Không chỉ có danh hài Hoài Linh, mà ngay cả Đàm Vĩnh Hưng cũng nhắn tin cho nam em với nội dung tương tự. Được Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng quan tâm, thương yêu, đối với nam em là một điều quý giá. Tuy nhiên, bởi sự cố chấp cứng đầu còn quá lớn, nên nam em liên tục làm cho những nghệ sĩ này cảm thấy buồn lòng. Trước đó, nam em đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô đang trong bệnh viện, kèm dòng trạng thái đầy tích cực. Cuộc sống ngắn ngủi, sống tích cực lên cả nhà nhé. Thấy chế không, vô đây mà vẫn lạc quan yêu đời. Nhiều khi đăng lên có thêm đống gạch nữa. Kệ gạch xây được nhà mà, phải giữ tinh thần lạc quan như vậy thì cuộc sống mới nhẹ nhàng được. Giờ cũng không còn sức để nghĩ tiêu cực nữa đâu, tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau bao thị phi trong thời gian qua, có vẻ như top 8 Hoa hậu trái đất đã quá mệt mỏi. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng nam em không thể đau được nữa vì hiện tại cô đã quá đau rồi. Chưa dừng lại ở đó, nam em còn từng đau khổ cầu cứu vì chứng mất ngủ của mình. Cô chia sẻ, cảm giác không thể ngủ được thực sự đang cướp đi cuộc sống của tôi từng ngày. Nếu có thể không ngủ vì một niềm vui thì có thể sẽ tốt hơn rất nhiều không? Ai đó có thể giúp tôi vượt qua giai đoạn này không? Một cư dân mạng bày tỏ, nam em phải tập buông xuống đi thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cái gì thuộc về mình thì nhất định sẽ quay về. Còn nếu không thì nên bỏ đi. Hay như ngàn vạn lời khuyên nhủ cũng không bằng một khoảnh khắc bản thân em ấy tự thông suốt, không biết còn khổ tới bao giờ. Hoàng tử xiếc quốc cơ quốc nghiệp về nước trong vòng vây của người hâm mộ. Sau những phần thể hiện tuyệt vời tại Britain Got Talent 2018, bộ đôi Hoàng tử xiếc đã có mặt tại quê nhà. Đây chắc hẳn là niềm tự hào rất lớn cho toàn bộ khán giả Việt Nam. Tối ngày 3 tháng 6 theo giờ địa phương, đêm chung kết Britain Got Talent 2018 đã chính thức diễn ra. Cuộc thi năm nay nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt Nam bởi sự góp mặt của quốc cơ quốc nghiệp. Không phụ người hâm mộ, hai hoàng tử xiếc đã đem đến một phần trình diễn vô cùng gay cấn và nguy hiểm. Dù chỉ dừng chân với vị trí top 4 chung cuộc, nhưng với sự cố gắng và những gì quốc cơ quốc nghiệp làm được, tất cả khán giả Việt Nam đều vô cùng tự hào. Tối ngày 6 tháng 6, hai anh em quốc cơ quốc nghiệp đã trở về Việt Nam. Ngay từ sớm, rất đông người hâm mộ đã có mặt ở sân bay, chờ đón sự xuất hiện của quốc cơ và quốc nghiệp.
Đặc biệt, gia đình và người thân của hai nghệ sĩ cũng tới sân bay. Vào khoảng 20:30, hai hoàng tử xiếc đã chính thức đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, trong sự hò reo của mọi người. Vừa xuống sân bay, Quốc Cơ Quốc Nghiệp không kìm nén được sự xúc động khi nhìn thấy gia đình ra đón. Hai hoàng tử xiếc ôm chầm lấy mẹ và khóc. Chứng kiến tình cảm của người hâm mộ, Quốc Cơ Quốc Nghiệp không kìm nổi xúc động. Sau những phần thể hiện tuyệt vời tại Got Talent 2018, bộ đôi hoàng tử xiếc đã đem lại niềm tự hào rất lớn cho toàn bộ khán giả Việt Nam. Dù không chiến thắng, nhưng hình ảnh của cả hai đã xuất hiện trên khắp các truyền thông quốc tế. Gia đình Quốc Nghiệp. Quốc Cơ tâm sự đã rất sợ hãi và khóc khi làm em trai ngã nặng khi tập luyện trước bán kết. Điều này làm anh day dứt nhất lúc đó là không thể bỏ thi để em được an toàn. Đêm Quốc Nghiệp ngã, Quốc Cơ như người mất hồn, nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ để em trai yên tâm. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định trao tặng bằng khen và trích quỹ để trao tiền thưởng cho Quốc Cơ và Quốc Nghiệp vì những niềm tự hào mà hai nghệ sĩ đã mang về cho nước nhà.